còn trong video ngày hôm nay. Hôm nay cô chàng sẽ đem đến cho chúng mình một bài học rất là lý thú đấy. Nhưng trước khi vào bài học, xin mời chúng mình hãy cùng nhau vận động với bài hát Chú Ếch Con nhé. Có nhắc đến con ếch phải không nào? Các con có biết con ếch sinh ra và lớn lên như thế nào không? Để biết được, hôm nay cô con mình cùng đi khám phá nhé! Các con nhìn này, phong cảnh nơi đây thật là tuyệt vời! Ở đây có cỏ cây, hoa lá, có một hồ nước trong xanh và cô còn nhìn thấy có một bạn ếch nữa đấy! Chúng mình cùng làm quen với bạn ếch nhé! Xin chào bạn ếch! Chào các bạn nhỏ! Các bạn chắc đã rất quen thuộc với họ hàng nhà ếch chúng tôi rồi phải không? Chúng tôi vừa sống dưới nước, lại vừa sống trên cạn bạn à. Nên con người gọi chúng tôi là động vật lưỡng cư. Nếu bạn muốn biết vòng đời của họ nhà ếch diễn ra như thế nào, thì hãy cùng theo dõi sự sinh sản và phát triển của chúng tôi nhé. Và bây giờ, để biết được vòng đời phát triển của con ếch, chúng mình hãy quan sát lên màn hình và cùng lắng nghe nhé! Đầu tiên, ếch mẹ sẽ đẻ trứng ở dưới nước, nhìn giống như một khối bọt lớn nổi trên mặt nước. Nhưng một trong số những quả trứng sẽ chết đi, chỉ còn lại một số có thể tiếp tục phát triển. Sau một thời gian, những con ếch con sẽ mọc ra những chiếc đuôi giống như những con cá con và chúng vẫn sống trong trứng. Giai đoạn này gọi là nòng nọc, một cái tên thật thú vị phải không bạn? Nòng nọc phát triển cho đến khi đủ lớn sẽ phá vỏ trứng để ra ngoài. Chúng sẽ làm gì để tồn tại đây nhỉ? Bạn xem nè, nòng nọc sẽ ăn luôn phần vỏ trứng của nó. Vài ngày sau đó, nòng nọc có thể bơi xa hơn một chút. Chúng ăn các loại rong và tảo. Lúc này, nòng nọc phải đối mặt với nhiều sự nguy hiểm lắm đó. Nếu các động vật lớn hơn ở trong nước phát hiện ra, chúng sẽ ăn thịt ngay. Dần dần, hàm răng phát triển, giúp cho chúng dễ dàng lựa chọn loại thức ăn ưa thích. Những đôi chân cũng bắt đầu mọc ra trên thân của nòng nọc. Bạn hãy nhìn nè. Lúc này, nhìn nòng nọc không còn giống một con cá nữa. Chúng có vẻ giống một con ếch hơn rồi đấy. Nòng nọc sẽ bắt đầu ăn những con côn trùng nhỏ xíu. Sau vài tuần, chiếc đuôi của nòng nọc biến mất hoàn toàn. Chân của chúng phát triển mạnh mẽ, nhất là cặp chân sau lớn lên rất nhanh và dài hơn. Bây giờ thì ếch không thích hợp với việc bơi dưới nước nữa. Nó thoát ra khỏi mặt nước để lên bờ sống với những con ếch khác. Con ếch cái sẽ tìm một con ếch đực để làm bạn đời và giúp trong việc sinh sản. Sau đó ếch cái sẽ quay trở lại mặt nước để tiếp tục đẻ trứng. Và vòng đời của các thế hệ ếch tiếp theo cũng phát triển như thế đấy bạn à. Chúng mình vừa được nghe bạn ếch kể về vòng đời phát triển của mình rồi đấy. Bây giờ cô đố các con, ai có thể nhắc lại vòng đời phát triển của ếch gồm những giai đoạn nào? À đúng rồi, vòng đời phát triển của ếch gồm những giai đoạn như sau. Đầu tiên là ếch mẹ sẽ đẻ một bọc trứng. Trứng ếch phát triển không ngừng và nở thành nòng nọc. Nòng nọc trải qua thời gian phát triển thành ếch con. Ếch con phát triển thành ếch trưởng thành. Và ếch trưởng thành sẽ tiếp tục đẻ trứng để duy trì vòng đời phát triển tiếp theo của ếch đấy.
giỏi, cô thưởng cho chúng mình một trò chơi mang tên thử tài của bé, để xem bạn nào thông minh có thể sắp xếp đúng vòng đời phát triển của ếch nhé. Bé hãy đoán xem, ở giai đoạn 1, ếch mẹ sẽ đẻ ra gì nào? Bé giỏi quá, giai đoạn 1, ếch mẹ đẻ ra trứng đấy. Và giai đoạn 2 sẽ là gì? Đúng rồi, giai đoạn 2 gọi là nòng nọc. Những quả trứng sẽ nở thành những con nòng nọc. Và tiếp theo, giai đoạn thứ 3 sẽ là gì? Những con nòng nọc này sẽ phát triển như thế nào? Bé thật tuyệt! Giai đoạn thứ 3 được gọi là ếch con. Nòng nọc sẽ mọc ra những cái chân. Và giai đoạn thứ 4 là gì? Thật tuyệt vời! Dần dần ếch con, cái đuôi sẽ biến mất và hai chân sau phát triển mạnh lên để trở thành ếch trưởng thành, và một chu kỳ vòng đời của ếch lại tiếp tục. Các bạn nhỏ yêu quý của cô Trang ơi, bài học của chúng mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng qua bài học này các con sẽ có những kiến thức thật là bổ ích về loài ếch. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.